Cảm ơn Chúa cho tôi được một lần nữa được phục vụ, được hầu việc Chúa qua lời của Chúa. Vì sao hôm nay thôi thật cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Với cái đề tài chúng ta vẫn còn nằm trong cái chủ đề của Hội Thánh của chúng ta là chủ đề tỉnh thức, và đề tài ngày hôm nay tôi muốn cùng học với Hội Thánh là Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chúa Giêsu trở lại, hãy tỉnh thức. Dường như là chúng ta đang ngủ hay gì. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phải có sự tỉnh thức về điều này để chúng ta không có nặng lòng quá vì tất cả những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Trước khi bước lên đây thì tôi nghe một anh em, tôi không có tiết lộ, tôi chưa xin phép thì tôi không có tiết lộ, tôi nói rằng ở trong gia đình những người thân, vợ chồng có sự lục đục, con cái còn nhỏ mà có vẻ vợ chồng không có thể hòa thuận được với nhau, và ở trong cái sự căng thẳng có thể dẫn đến chia rẽ gia đình. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng rồi quý vị. Tôi xin lỗi người anh em này, tôi chưa có xin phép để nói, nhưng mà tôi xin nói là chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng rồi. Chúa Giêsu của chúng ta sẽ trở lại, đó là điều rất chắc chắn. Trong Văn đoạn 14 câu 2 tới câu 3 nói rằng Chúa Giêsu nói rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu trở lại với chúng ta là điều vô cùng, là điều rất chắc chắn quý vị. Và thời kỳ và giờ mà chúng ta đang sống đây cho chúng ta biết rằng cái ngày đó thì giờ đó rất gần với chúng ta rồi. Amen. Paulo ở trong sách Tít đoạn 2 câu 11 tới câu 13 thì ông nói như vậy. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân điển ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kín và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ. Cái từ tiết độ đây có nghĩa là tỉnh táo, sober, sống một cách tỉnh táo, công bình nhân đức, đương chờ đợi, đương lúc chúng ta chờ đợi, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Paulo nói với chúng ta biết rằng cái sự trông đợi mà Ngài Chúa Giêsu trở lại với chúng ta đó là cái sự trông đợi hạnh phúc. Amen. Quý vị có thể lặp lại với chúng ta điều này, với tôi điều này không? Đây là sự trông đợi hạnh phúc. Tôi muốn đây là một cái sứ điệp của một sự gì đó, một cái hy vọng, một cái điều phước hạnh mà chúng ta đang trông chờ, không phải là một lời răn đe. Chúng ta thường thường nghe nói về sự đến của Chúa Giêsu giống như là một cái sự lời đe dọa, một lời răn đe. Đối với hội thánh của Chúa, thế gian bên ngoài kia đó là một điều cần cảnh tỉnh, đó là một điều răn đe. Cần phải tự cảnh tỉnh để nhận biết Chúa Giêsu. Nhưng mà đối với chúng ta là con dân Chúa, đây là điều mà chúng ta phải là điều mà chúng ta đang sốt sắng, năng nổ và trông đợi, vì đây là cái phước hạnh, là cái Paulo nói đây là cái hy vọng tuyệt vời và vinh hiển nhất của chúng ta là con dân của Chúa. Không phải là một lời đe dọa để chúng ta sợ hãi quý vị. Amen. Nhưng mà đối với chúng ta, lời của Chúa trong sách Tết này cũng nói rằng cái ân điển mà chúng ta đã đón nhận, đã cứu chúng ta đó, cái ân điển đó cũng dạy chúng ta chừa bỏ tội lỗi, tỉnh thức và sống đời sống tin kính ở trong thời kỳ cuối cùng này. Amen. Không phải chúng ta nghe lời của Chúa rồi dựng dưng chờ đợi Chúa rồi cứ sống như thế nào thì sống. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta là những người đã đón nhận ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu, chính ân điển đó cũng sẽ giúp cho chúng ta từ bỏ tội lỗi và sống đời sống tin kính. Chúng ta đang chờ đợi sự hiện đến của Chúa Jesus Christ, và đây là điều rất là chắc chắn. Tôi có thể xác quyết điều đó vì chính là lời của Chúa Giêsu, là đấng đã chết đi và đã sống lại công bố điều này. Tất cả những gì Ngài đã công bố, Ngài đã hoàn thành hết thảy rồi quý vị. Đây là điều cuối cùng Chúa nói, ta sẽ trở lại để đón các ngươi về với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
Điều này rất là chắc chắn cho chúng ta. Đây tôi biết đây là cái đề tài rất là rộng lớn, và tôi cũng không có khả năng không có thời giờ và không khả năng để có thể thông qua hết thảy những cái điều liên hệ đến cái đề tài này, nhưng mà qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua, chúng ta sẽ suy gẫm về Chúa Giêsu sẽ trở lại như thế nào và điều gì xảy ra khi Chúa trở lại, và điều thứ hai là chúng ta cần làm gì trong lúc chúng ta chờ đợi. Qua cái bài học này chúng ta sẽ có cái hình ảnh cụ thể hơn khi chúng ta nói Chúa Giêsu trở lại. Thường thường chúng ta hay dùng cái nói Chúa Giêsu sẽ trở lại, Chúa Giêsu trở lại. Chúng ta dùng này để an ủi người này, nhưng mà chúng ta qua bài học này chúng ta sẽ có cái hình ảnh cụ thể hơn cái ngày đó là như thế nào, Chúa Giêsu sẽ trở lại như thế nào và điều gì xảy ra. Và chúng ta cần làm gì trong lúc chúng ta đang ngồi chờ ở trong cái phòng chờ đợi ngày hôm nay. Amen. Cái sự hiểu biết về cái điều này, cái sự hiểu biết về sự trở lại của Chúa Giêsu, nó sẽ xác định rằng chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như thế nào. Và cái sự hiểu biết về cái điều này sẽ xác định rằng chúng ta đang trông đợi cái điều gì. Chúng ta sẽ đi qua những cái phần đó trong bài học ngày hôm nay. Phần thứ nhất, Chúa Giêsu sẽ trở lại như thế nào và điều gì sẽ xảy ra khi Ngài trở lại. Tôi xin phép được đọc ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4. Có thể đây là phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc với chúng ta, Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 13 tới câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Vả này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng kèn của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Có ba điều ở đây nha quý vị. Có một tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ lớn và tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là những kẻ sống mà còn ở lại, cũng cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Đây là sứ điệp của sự yên ủi. Trở lại ngày Chúa đến như thế nào? Kinh Thánh nói, Paulo nói rằng Paulo không muốn chúng ta buồn lòng, không có hy vọng như những người không có hy vọng. Hôm qua là mục sư Bân và anh em của chúng ta cũng đã đi dự một cái đám tang cho một người anh em, gia đình một người chị em rất là trẻ tuổi. Điều này cũng cảnh tỉnh cho tôi. Người này chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi. Nhưng mà đây là sự yên ủi cho chúng ta. Những người thân của chúng ta, những người trong anh em của chúng ta trong Chúa mà đã qua đời, đã ngủ rồi trước chúng ta. Họ là những người sẽ được vinh dự gặp Chúa, về với Chúa, được Chúa, khi Chúa trở lại họ sẽ được tiếp đón về trước chúng ta. Chúng ta sẽ xếp hàng đứng sau họ. Amen. Có ba điều tôi cần muốn quý vị để ý, có ba điều gì xảy ra. Kinh Thánh nói là sẽ có một điều, khi cái ngày đó đến sẽ có một tiếng kêu lớn. Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta đọc suông một cái nói là có một tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn. Nhưng mà trong cái bản New King James, trong cái King James bản dịch mới nói rằng Chúa sẽ ngự đến với một tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Để chúng ta không có nhầm lẫn cái sự kiện này, khi chúng ta đọc Khải Huyền chúng ta cũng có thể thấy những cái cụm từ lặp đi lặp lại là tiếng kèn của thiên sứ, một tiếng kèn của thiên sứ. Nhưng mà trong cái sự kiện này, khi hội thánh Chúa đến tiếp rước hội thánh, đây là tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Tôi nói điều này để quý vị để ý khi quý vị đọc những điều mà Chúa nói về thời kỳ cuối cùng trong sách Khải Huyền, để chúng ta biết cái sự kiện này là sự kiện rất là khác biệt. Đây là tiếng kèn của Đức Chúa Trời, không phải là tiếng kèn của thiên sứ.
có tiếng của thiên sứ, nhưng mà tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Amen. Khi cái điều đó xảy ra thì Kinh Thánh nói những kẻ ngủ trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là những người còn sống sẽ cùng được cất lên giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Và từ đó chúng ta, Chúa đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó, Chúa ở đâu thì chúng ta sẽ ở với Chúa, và chúng ta hằng ở với Chúa luôn. Điều mà chúng ta cần phải để ý, để chúng ta đang là những người đang trông đợi sự đến của Chúa Giêsu, cái sự trông đợi của chúng ta, cái sự hiện đến của Chúa Giêsu kỳ tới, Ngài sẽ không đặt chân xuống đất này. Chúa sẽ trở lại và đặt chân xuống đất này một kỳ nữa, một lần nữa, sau nữa. Nhưng mà cái ngày mà Chúa nói Chúa sẽ trở lại và tiếp rước chúng ta về với Chúa đó, Chúa sẽ không có đặt chân xuống đất này. Chúng ta cần phải biết cái điều này. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, chúng ta sẽ được cất lên không trung giữa đám mây mà gặp Chúa. Điều gì xảy ra giữa thế gian khi mà điều đó xảy ra? Cái sự kiện này, đây cái sự kiện khi mà hội thánh được cất lên gặp Chúa ở giữa đám mây, ở trên không trung. Đây là cái sự kiện mà hội thánh được cất lên, và tiếng Mỹ họ gọi là the rapture, cái sự cất đi được, cái sự cất đi của hội thánh. Điều gì sẽ xảy ra với thế gian của chúng ta khi điều này xảy ra? Chúng ta sẽ suy gẫm sơ qua điều này ở phần sau. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, cái sự đến, sự hiện đến của Chúa Giêsu của chúng ta, cái ngày mà chúng ta đang trông đợi, đây là cái điều yên ủi cho chúng ta. Người chị em của chúng ta qua đời, thực sự tôi không có hiểu được cái sự đau khổ, cái sự đau đớn của gia đình của người chồng như thế nào. Chúng ta có thể có những sự mất mát, đau buồn trong cuộc sống, nhưng mà lời của Chúa nói hãy được yên ủi. Hãy được yên ủi vì rất là mau chóng thôi. Rất là mau chóng thôi quý vị, chúng ta sẽ được cất lên gặp Chúa của chúng ta, rồi chúng ta sẽ đoàn tụ với những người thân của chúng ta là những người đã ngủ trước chúng ta rồi. Amen. Cảm ơn Chúa, tôi không có cảm nhận, không có kinh nghiệm hết thảy những cái sự đau đớn, đau khổ của từng người, nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây, hãy được yên ủi, hãy được an ủi, vì Chúa của chúng ta trở lại rất là mau chóng để đón chúng ta về với Chúa, nơi mà sẽ không còn nước mắt, khóc than, đau đớn, ốm đau, bệnh tật và sự chết nữa. Điều đó đến rất gần với chúng ta rồi quý vị. Amen. Điều này nó không có nằm trong cái bài học ngày hôm nay, nhưng mà còn phần của những người khác thì sao? Những người không tin Chúa thì sao? Những người không tin Chúa mà đã qua đời rồi thì sao? Quý vị có từng thắc mắc về những điều này không? Nếu quý vị sẵn sàng kéo dài cái buổi nhóm này thêm 1-2 phút thì tôi có thể đi sơ lược qua rất là ngắn gọn thôi về cái phần, tại vì nó không có nằm trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Những người còn sống những người còn sống ở trên đất sau khi hội thánh được cất lên thì Kinh Thánh sẽ nói rằng sẽ có một cái đại nạn, kỳ đại nạn lớn xảy ra, được diễn tả ở trong Khải Huyền từ đoạn 6 tới đoạn 19. Và những cái tai nạn này là những cái tai nạn mà chưa bao giờ có xảy ra và con người chưa bao giờ tưởng tượng ra trong lịch sử loài người. Chúng ta đã thấy những cái sự chết chóc, những cái tai nạn trong lịch sử của chúng ta, chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, ngay cả Covid-19 ầm ĩ lên, mà chúng ta biết bao nhiêu người chết toàn cầu ngày hôm nay về Covid-19 không? Tại nước Mỹ này, cái dự họ cũng thông báo là khoảng trên dưới 200.000 người, nhưng mà chúng ta cũng biết tất cả những con số ngày hôm nay, giống như những con số lá phiếu này kia đều đã được thổi phồng hoặc là bị đè nén. Thực ra con số chúng ta cũng không biết chính xác. Điều tôi muốn nói ở đây là cái những cái tai nạn mà nặng nề nhất, kinh khủng nhất trong cái thế giới lịch sử của loài người ngày hôm nay là so với những cái tai nạn mà sẽ xảy ra ở trong cái thời kỳ mà Khải Huyền đoạn 6 tới đoạn 19 diễn tả, giống như là cái sân chơi của trẻ con. Một cái tai nạn trong cái thời kỳ này được diễn tả rất là Một tai nạn là 1/3 dân cư trên mặt đất bị hủy diệt. Một cái tai nạn có thể hủy diệt đi 1/3 trái đất. Và có những tai nạn chỉ đem đến cái sự đau khổ, sự đau đớn vô cùng cho con người thôi, mà không có giết chết họ đến nỗi họ muốn đau đớn quá, đau khổ quá, muốn chết mà chết không được. Thì tôi đảm bảo rằng trong cái thời gian này không ai mà muốn lẩn quẩn ở đây làm gì thôi. Amen.
Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói cho ta biết rằng có rất là nhiều người sẽ tỉnh thức ăn năn trong cái thời điểm này và tin nhận Chúa, là những người mà đã chúng ta đã rao giảng, đã nghe lời của Chúa, đã biết về Chúa Giêsu nhưng mà thờ ơ không có đón nhận, thì khi điều dự sự kiện này xảy ra họ có thể ăn năn và tin nhận Chúa, chấp nhận Chúa, nhưng mà họ phải trả giá bằng cái đầu của mình dưới cái sự cai trị của ma quỷ qua qua Antichrist và qua đấng Christ giả và tiên tri giả, dưới sự cai trị đó. Cho nên ngày hôm nay là cái ngày thuận lợi nhất. Kinh Thánh nói hôm nay là ngày cứu rỗi, hôm nay là kỳ thuận tiện nhất để chúng ta đến với Chúa. Tôi đã từng nghĩ rằng trong lúc tôi sống một đời sống mà tôi ham thích, tôi biết về Chúa, tôi nghĩ rằng nếu điều này xảy ra, lúc đó tôi sẽ ăn năn, tôi cũng sẽ được về thiên đàng. Có phải tôi là một người duy nhất suy nghĩ điều này không quý vị? Nhưng mà quý vị thực sự xem lại đi. Chúng ta không có muốn ở trong cái thời điểm này đâu. Và không có dễ cho chúng ta mà để chấp nhận Chúa trong cái thời kỳ này đâu. Nếu chúng ta là những người mạnh mẽ, cương quyết thì chúng ta sẽ bị mất sự sống của mình để đánh đổi đức tin và sự cứu chuộc của mình. Vì vậy ngày hôm nay giữa dòng chúng ta, ai là những người chưa bao giờ đón nhận Chúa Giêsu cho chính mình, hoặc là ai là những người chưa xác nhận, chưa xác quyết rõ ràng về điều đó, thì trước khi ra khỏi phòng này, tôi ước ao quý vị làm xác định điều này ngày hôm nay. Amen. Điều thứ hai là những người không tin Chúa mà đã chết rồi thì sao? Khải Huyền đoạn 20 cho chúng ta biết rằng trong cái thời cuối cùng họ sẽ sống lại và sẽ ứng hầu trước tòa án lớn và trắng của Đức Chúa Trời. Cái tai nạn xảy ra ở trên trong cái thời kỳ đại nạn đó là Chúa phán xét tội lỗi trong xác thịt. Nhưng mà cái kỳ tòa án lớn và trắng là dành cho những người chết rồi, những linh hồn chết mà chưa tin Chúa, thì họ sẽ ra ứng hầu trước tòa của Chúa. Lúc đó những linh hồn hư mất sẽ được ném vào hỏa ngục đời đời. Đó là sự chết thứ hai. Đây, đó là phần kèm thêm trong bài học này. Nó không có nằm ở trong cái phần ngày hôm nay, nhưng mà tôi tin rằng sẽ có những câu hỏi như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một cái cách để giúp chúng ta tránh khỏi cái cơn đại nạn đó. Và điều mà tôi vừa trình bày đó là đón nhận, tin nhận Chúa Giêsu ngày hôm nay. Trong sách Giăng đoạn 8, Chúa Giêsu nói với các người tôn giáo, những người lãnh đạo tôn giáo, những người Pharisee rằng: nếu các ngươi không tin ta thì tội lỗi thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nếu các ngươi không tin ta thì tội lỗi sẽ còn ở trên mình các ngươi. Nhưng đối với chúng ta là những người đã tin Chúa Giêsu thì Ngài đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Amen. Tôi có thể nói như thế này: người nào không tin nhận Chúa Giêsu thì người đó sẽ chết và chịu sự phạt, bị hình phạt cho tội lỗi của mình. Nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì Ngài là đấng chịu hình phạt, chết cho tội lỗi của chúng ta. Có cái phương cách để chúng ta tránh khỏi cái sự hình phạt này. Nhưng mà cái sự hình phạt về thể xác này nó cũng là điều đau khổ lắm. Nhưng mà cái hình phạt cuối cùng đời đời, hồ lửa đời đời trong địa ngục, trong cái thể xác này mà sự đau đớn mà không chết đi được, không chấm dứt được, là cái điều mà vô cùng đau khổ, đúng không quý vị? Quý vị có hình dung được ở trong đời đời chúng ta cảm nhận cái sự đau đớn, cái sự đau khổ đời đời mà không ngưng, không chấm dứt được. Thì tôi tin rằng nếu chúng ta là người có một chút ý chí, có một chút suy nghĩ, thì ngày hôm nay hãy tin nhận, đón nhận Chúa Giêsu để chúng ta được sự sống đời đời. Amen. Để chúng ta được sự sống đời đời, chúng ta không còn quan tâm đến những cái sự đau khổ về thể xác hay là linh hồn của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng đảm bảo cho chúng ta điều này. Amen. Điều thứ hai tôi muốn suy gẫm quý vị, rồi tôi sẽ trở lại trong lần phần cuối để đề cập đến một cái đề tài mà tôi biết rằng đang lẩn quẩn ở trong tâm trí quý vị ngày hôm nay. Điều thứ hai là chúng ta làm gì trong lúc chúng ta trông đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Tôi xin đọc trong Thê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5
Phần đoạn 4 thì nói cái dự kiện, sự kiện Chúa đến như thế nào và điều xảy ra qua đoạn 5. Thì lời của Chúa dạy cho chúng ta cần phải làm gì trong lúc chúng ta chờ đợi điều đó xảy ra. Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5, từ câu 1 tới câu 11, tôi xin phép đọc. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói rằng hòa bình và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Đây là cái điều mà chúng ta nghe thường xuyên trong gần 2 tháng qua, đúng không? Tỉnh thức và dè dữ, vì kẻ ngủ thì kẻ ngủ ban đêm, kẻ say thì cũng say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi mà làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Đó là những điều mà Phao-lô nhắc nhở chúng ta cần phải, trong lúc chúng ta chờ đợi, đây là những điều mà chúng ta cần phải để ý và chúng ta cần phải đây là những điều chúng ta cần làm trong lúc chúng ta chờ đợi cái sự hiện đến vinh hiển của Chúa Giêsu đến. Trong câu 2 nói là cái điều này xảy đến giống như một người đàn bà đang có nghén, có những sự khó chịu, khó ăn, mất ngủ, đau bụng, ói mửa, chóng mặt, nhức đầu hay gì đó cho những người nghén. Họ biết rằng đứa bé chuẩn bị sanh ra đời, nó đang đến, càng ngày thì nó đến càng gần, nhưng mà cái thời kỳ, cái thời điểm xác định thì không biết được. Kinh Thánh đang nói về cái thời kỳ mà chúng ta chưa có vấn đề C-section, chưa có vấn đề sanh mổ. Thì sanh mổ chúng ta có thể hẹn ngày, hẹn giờ chính xác, nhưng mà Kinh Thánh nói về cái sự tự nhiên của người đàn bà có nghén. Cái ngày và giờ chúng ta không biết được, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến. Amen. Chúng ta nhìn những cái dấu hiệu xung quanh chúng ta ngày hôm nay, chúng ta biết chắc chắn là nó sẽ đến. Điều này sẽ đến, chắc chắn đến với chúng ta. Nhưng mà trong cái thời gian, trong lúc mà chúng ta chờ đợi điều này sẽ đến, Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng hãy tỉnh thức và dè dữ. Tỉnh thức và dè dữ như thế nào? Thì chúng ta đã được học rất là nhường nhuyễn, rất là kỹ trong gần 2 tháng qua rồi, đúng không quý vị? Tôi tin rằng điều này, cái đề tài này chúng ta cần phải trở lại nghe và học cho kỹ. Trở lại. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những cái bài giảng này được thâu giữ lại cho qua trên Facebook và qua cái website của Hội Thánh. Hãy trở lại để xem, để học biết rằng chúng ta cần phải dè dữ tỉnh thức như thế nào trong cái thời kỳ này. Mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương. Tôi xin ngắn gọn, rất là ngắn gọn thôi. Trong cái thời gian chờ đợi này, chúng ta cần phải giữ vững đức tin của mình, xác quyết đức tin của mình nơi Chúa Giêsu, và hãy tiếp tục yêu thương nhau. Amen. Không có thời giờ để chúng ta tranh đấu với nhau đâu quý vị. Không có thời giờ để chúng ta chia rẽ, tranh chấp với nhau, bắt bẻ với nhau làm gì. Ngay cả trong gia đình lục đục trong chúng ta không có thời giờ để lo về lẫn quẩn mấy về này đó. Biết đâu khi chúng ta làm xong cái điều mà bản tánh xác thịt của chúng ta muốn chưa đến thì sao? Phải không? Không có thời giờ để chúng ta lo. Hãy tập chú giữ vững đức tin và tiếp tục yêu thương nhau. Amen. Lấy sự công bình, lấy sự trông cậy về sự cứu chuộc làm mão trụ. Cái cột trụ của hy vọng của chúng ta là sự cứu chuộc. Là sự cứu chuộc của chúng ta. Amen. Nếu không có sự cứu chuộc này thì chúng ta cũng không có hy vọng, giống như những người không tin Chúa trong thế gian này mà thôi. Và cái trụ cột này là như thế này. Trong đoạn 9, trong câu 9 cho chúng ta biết đây là cái trụ cột của cái sự cứu chuộc của chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta để bị cơn thạnh nộ. Qua phần chót thì điều này tôi sẽ lặp lại điều này. Cái vấn đề cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta
bị cơn thạnh nộ nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta. Nếu chúng ta tin và đón nhận điều này, cái công việc của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, Ngài đã chết vì chúng ta, Ngài đã chịu thạnh nộ của Đức Chúa Trời thay vì tội lỗi của chúng ta rồi. Amen. Đây là cái trụ cột, đây là cái hy vọng và đức tin của chúng ta về sự cứu chuộc. Chúa không có định chúng ta để chịu thạnh nộ, nhưng mà được giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã chết, đã chịu thạnh nộ thay vì chúng ta rồi. Amen quý vị. Vì vậy hiểu biết điều này, chúng ta sẽ biết ơn Chúa của chúng ta vô cùng quý vị. Amen. Trong lúc chờ đợi, Phaolô cũng nhắc chúng ta rằng hãy khuyên bảo nhau và gây dựng cho nhau. Hãy nhắc nhở nhau thường xuyên, hãy cùng nhau hướng lòng về Chúa, trông đợi sự hiện đến của Chúa Giêsu. Hãy dốc lòng trông đợi sự hiện đến của Chúa Giêsu quý vị ơi. Chúng ta không có thời gian để lo xây cất nhà cửa thiên đàng trên đất này, ước mơ của Hoa Kỳ hay là gì đó, American Dream. Hãy dốc lòng trông đợi cái sự hiện đến của Chúa Giêsu đến với chúng ta. Đừng đặt quá nhiều cái sự trông đợi, sự kỳ vọng vào kết quả của cuộc bầu cử hay là thị trường chứng khoán Trung Quốc, Biển Đông hay này kia. Quý vị, chúng ta là người tin Chúa, không phải là chúng ta là những người không có trách nhiệm. Chúng ta cần phải là những người công dân có trách nhiệm. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo, cầu nguyện cho sự hòa bình, cầu nguyện cho Israel và sự hòa bình của thế giới. Chúng ta cần phải làm những công việc tốt lành, giúp đỡ người nghèo, bên vực kẻ yếu, siêng năng làm việc chớ lười biếng. Đừng có nghĩ rằng Chúa đến rồi chúng ta ngồi đó chờ đợi không làm gì hết, không cần làm gì hết. Điều mà tôi muốn nói ở đây rằng đừng có nghĩ trong tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay, đừng có nghĩ rằng chúng ta sẽ ở đây mãi mãi. Đừng có nghĩ rằng chúng ta sẽ ở đây mãi mãi. Nếu tôi để thời giờ cho quý vị trong cái phần có phần thắc mắc và giải đáp, thì tôi chắc chắn rằng có rất là nhiều câu hỏi thắc mắc ở đây, và chính tôi cũng không có thể giải đáp được tất cả những sự thắc mắc của quý vị. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đề tài này đến Mục sư Sơn A Còng giải đáp trong cơm. Nhưng mà trong cái phần cuối này tôi muốn đề cập đến một cái câu hỏi, một cái thắc mắc tôi không tin rằng tôi cũng có thể giải đáp được cho quý vị. Nhưng mà đây là câu hỏi thường thường ở trong đầu của tôi, và tôi tin rằng cũng xảy ra ở trong tâm lòng của chúng tôi. Chúng ta là những người tin Chúa lâu năm thì thường chúng ta ngại, chúng ta không dám hỏi điều này. Nhưng mà những người anh em bạn mới đến với Chúa, họ dạn dĩ hơn chúng ta, họ sẽ hỏi rất là thường xuyên câu hỏi này, là hội thánh được cất lên khi nào? Trước khi cơn đại nạn xảy ra, sau khi cơn đại nạn xảy ra, hay ở chính giữa? Các bạn thanh niên có ai có giải đáp không? Tôi cũng học sơ sơ với thanh niên, các bạn thanh niên về điều này. Theo quý vị nghĩ như thế nào? Phần đông là tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại tiếp rước hội thánh trước khi cơn đại nạn xảy ra. Tôi được học ba quan điểm chính về cái niềm tin này, về cái niềm tin về sự trở lại của Chúa Giêsu, sự tiếp rước hội thánh. Có ba cái nguyên quan điểm chính là Chúa Giêsu sẽ trở lại trước thời kỳ hoạn nạn. Tôi nói về hội thánh của Chúa luôn luôn đi qua hoạn nạn, nhưng mà điều tôi muốn nói là cái cơn đại nạn cuối cùng mà được diễn tả trong Khải Huyền đoạn 6 tới đoạn 19. Chúa Giêsu sẽ trở lại trước, và Chúa Giêsu sẽ trở lại ở khoảng giữa cơn đại nạn, khi hội thánh con dân của Chúa thế giới đi qua đại nạn thì Chúa Giêsu sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh. Và cái quan điểm thứ ba là Chúa Giêsu sẽ trở lại sau cơn đại nạn cuối cùng hết, Chúa sẽ trở lại.
Và tôi xin nói sơ về những cái quan điểm này. Cái quan điểm cuối cùng tôi nói trước là cái quan điểm mà rất là ít người tin rằng Chúa Giêsu sẽ chờ cho đến con dân của Chúa đi qua cái hết thảy suốt thời kỳ đại nạn tơi tả cho đến cuối cùng, rồi Chúa đến tiếp nhận nàng dâu vinh hiển lộng lẫy của một vua vinh hiển. Quý vị có nghĩ rằng một vị vua lớn nào đến đón nàng dâu trong lúc bị tơi tả tả tơi trong cuối kỳ hoạn nạn hay không? Vì vậy cái quan điểm này không có được yêu chuộng lắm và không có nhiều người tin về cái điều này lắm. Cái điều kế tiếp thì khoảng cái số hơi đông hơn tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại ở giữa kỳ hoạn nạn. Trong giữa kỳ hoạn nạn thì trong lúc Satan qua đấng Christ giả và tiên tri giả sẽ lừa đảo thế giới và tàn hại những ai tin theo Chúa không nhận lấy con dấu của con thú. Trong cái lúc mà giữa cái kỳ hoạn nạn đó, chúng ta sẽ đọc thấy những cái điều trong Khải Huyền nhà nói giữa kỳ đó thì Chúa Giêsu sẽ đến ở khoảng giữa. Cái niềm tin này có những câu kinh thánh nó hỗ trợ cho điều này, nhưng mà cái niềm tin này dường như phủ nhận cái vị trí của Israel trong cái thời kỳ cuối cùng. Vì tất cả những gì nói đến Israel trong thời kỳ cuối là đều được thay thế bằng hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Cái niềm tin này tôi không có nói là đúng hay sai, nhưng mà cái niềm tin này dường như là trong cái sự học của tôi tại trong trường kinh thánh được học về ba cái quan điểm này, cái niềm tin này là không có công nhận cái sự hiện hữu của Israel, vì Chúa coi như là chương trình của Chúa với Israel là xong rồi. Ngày hôm nay Israel thuộc linh là hội thánh của Chúa, và hội thánh của Chúa ngày hôm nay thay thế Israel. Cái niềm tin này nhấn mạnh rằng các con cái của Chúa phải hết sức tỉnh thức để chuẩn bị mình, vì đức tin của mình sẽ được rèn luyện thử thách qua những cơn đại nạn. Chút nữa thì chúng ta sẽ nói có phải đây là cái mục đích của cơn đại nạn hay không. Để chúng ta hiểu biết, để chúng ta xác định cái quan điểm của mình, chúng ta cần hiểu biết rằng cái cơn đại nạn, cái thời kỳ hoạn nạn này là như thế nào. Có nhiều người nói 7 năm đại nạn. Quý vị có từng nghe cái điều này qua chưa? 7 năm đại nạn. Tôi không có bàn đến 7 năm, 3 năm rưỡi đại nạn, nhưng mà tôi muốn nói cái kỳ đại nạn này chắc chắn xảy ra. Nhưng mà chút nữa chúng ta sẽ xem xét cái mục đích của cái đại nạn là cái gì, để chúng ta xác định rằng chúng ta có nằm ở trong cái phần đó hay không. Hiểu sai về cái vấn đề này không có làm cho chúng ta mất đi cái sự sống đời đời, không có làm cho chúng ta mất đi cái sự cứu chuộc. Vì sự sống đời đời của chúng ta là nhận biết Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời, là Đấng đã đến thế gian, và khi chúng ta tin Ngài thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là điều xác định sự sống đời đời của chúng ta. Chúng ta hiểu sai về cái thời kỳ, về cái sự đến của Chúa Giêsu như thế nào không làm cho chúng ta mất đi sự sống đời đời, nhưng nó ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ và lối sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi qua phần cuối cùng, phần kết luận tôi sẽ nói về cái điều đó. Vậy thì cái mục đích của cơn đại nạn là gì? Ở phần cuối cùng của đoạn 6 trong Khải Huyền nói rất rõ cho chúng ta, để tôi đọc sơ qua cho quý vị. Khải Huyền đoạn 6 từ câu 15 tới câu 17. Khi những điều đó xảy ra, đấy là mới khởi đầu thôi nha quý vị, không phải là chưa có căng thẳng lắm, mới khởi đầu thôi. Trong lúc có những cái cơn khủng hoảng mới đầu thôi mà họ đã nói như thế này: các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chậm trên chúng ta đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngài thành nộ lớn của ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Đây là sự khởi đầu của cơn đại nạn mà họ đã nói điều này rồi. Họ nói rằng họ chạy trốn vào trong núi, hỏi thà là núi đá lớn đổ trên tôi, chúng tôi đi để tránh mặt đấng ngự trên ngôi và tránh cái cơn giận của chiên con.
Chúng ta thường nói cái sự nhu mì khiêm nhường, hạ mình nhịn nhục, hiền lành, đơn sơ của chiên con. Nhưng mà đây là cái cơn giận của chiên con. Và ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, ai còn đứng nổi. Hãy rơi trận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, ai còn đứng nổi. Có phải mục đích của cái cơn đại nạn này, theo trong lời sao trong Khải Huyền đoạn 6 này, nói chúng ta biết rằng đây là cái thời kỳ mà Chúa đổ cơn thạnh nộ của Chúa đến trên thế gian những con người vô tín, những con người chối bỏ con của Ngài. Đây là mục đích của tại sao có cơn đại nạn. Cái cơn đại nạn, tai nạn không phải là cái vấn đề chính. Cái tai nạn, cái hoạn nạn là cái hậu quả, cái kết quả. Nhưng mà cái nguồn gốc thật sự là cái cơn giận của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của thế gian. Còn chúng ta thì sao? Đây là cơn giận của Đức Chúa Trời và sự phán xét tội lỗi trong xác thịt. Còn về phần chúng ta thì sao? Nếu chúng ta tin rằng chúng ta không có mặt ở trong cái thời kỳ này, cái cơn giận của Đức Chúa Trời, cái sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự phán xét tội lỗi trong xác thịt cho chúng ta đã được đổ ra rồi. Tôi muốn quý vị suy gẫm điều này. Cái hình phạt của Đức Chúa Trời về tội lỗi trong xác thịt đã được đổ ra rồi. Và cái điều đó vô cùng kinh khủng quý vị. Kinh khủng lắm. Cho đến trên thập tự giá, lời Ê-sai nói rằng Ngài bị hình phạt, đánh đập đến nỗi mà không còn nhận diện là hình của con người nữa. Điều này cho chúng ta biết rằng cái tội lỗi của chúng ta nó ghê gớm kinh khủng như vậy. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng đã chịu thay hình phạt về tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Và tôi tin rằng cái thời kỳ hoạn nạn này là cái thời kỳ mà cái sự phán xét của Chúa, cơn thịnh nộ của Chúa. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng cho chúng ta, hồi nãy tôi đã đọc rồi phải không? Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng được cứu rỗi bởi Đức Chúa Giê-xu. Amen. Roma đoạn 8 từ câu 1 tới câu 3 tôi xin đọc, từ câu 1 xin lỗi tôi đọc câu 1 và câu 3b thôi. Roma đoạn 8 từ câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 3 phần B. Ngài đã vì tội lỗi, Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Đó là Roma đoạn 8 câu 3 phần B. Ngài đã vì tội lỗi sai con một của Ngài đến và đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu đã mang lấy điều đó cho chúng ta rồi, thì bởi danh của Ngài, Kinh Thánh nói chúng ta sẽ được giải cứu. Chúng ta được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ. Chúng ta đã được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ. Amen. Vì vậy cái theo những lời của Chúa, qua lời của Chúa, tôi cái quan điểm trong trở lại theo đoạn 9 nói rằng chúng ta được giải thoát khỏi cơn thường hoạn nạn. Roma nói rằng Chúa là đấng đã chịu hình phạt trong xác thịt về tội lỗi của chúng ta. Vì vậy cái quan điểm của tôi thì tôi tin rằng Hội Thánh được, quý vị đã đoán biết rồi phải không? Hội Thánh sẽ được cất lên về với Chúa, nơi mà Chúa nói là Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta trước khi cái cơn đại nạn xảy ra trên đất. Và đang lúc chúng ta đi vào cái buổi tiệc gọi là buổi tiệc cưới của chiên con, và đang ở trong cái tuần trăng mật với Chúa đó, thì những cái hoạn nạn xảy ra trên cái thế giới này, đó là sự đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Và sau cái cơn đại nạn thì chúng ta không xác định rõ thời giờ, có người tin rằng 7 năm nhưng mà có những người tin rằng 3 năm rưỡi. Trong cái thời gian đó chúng ta không có
không cần phải xác định 7 năm hay 3 năm rưỡi, nhưng mà sau cái cơn đại nạn đó thì chúng ta sẽ cùng với Chúa cởi ngựa bạch trở lại, và Satan sẽ bị xiềng trong thời hạn 1000 năm. Trong 1000 năm đó, chúng ta và những người thánh đồ của Chúa sẽ cùng đồng cai trị với Chúa trong thời hạn 1000 năm. Còn sự phán đoán phạt cuối cùng trong Khải Huyền 20 thì nói là linh hồn của tội nhân sẽ bị quăng vào hỏa ngục với cùng Satan và các quỷ sứ của nó. Nếu quý vị có những cái quan điểm khác hơn tôi thì tôi rất là tôn trọng cái điều đó. Cái điều đó không phải là cái điều mà để cho chúng ta chia rẽ, bàn luận với nhau, phán xét với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trước kỳ đại nạn, thì cái sự trông đợi của chúng ta là sự hiện đến của Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại giữa hoặc là sau kỳ đại nạn, thì cái sự trông đợi của chúng ta là sự hiện đến của đấng Christ giả, Antichrist 666, cái con chip điện tử cấy vào da, vào đầu người như thế nào. Chúng ta sẽ xem xét những cái sự kiện đó, chúng ta sẽ trông ngóng những cái điều đó. Nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ trở lại sau kỳ đại nạn, qua hết thảy những cái sự kiện này Chúa mới xảy ra, có thể nào chúng ta là những người đầy tớ nghĩ rằng chủ mình chậm trễ? Nhưng mà điều hôm nay tôi muốn khích lệ quý vị hãy tỉnh táo, lời của Chúa nói hãy tỉnh thức, sống với lòng trông đợi sự hiện đến của Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta bất cứ tích tắc nào. Đừng cứ nghĩ rằng điều này xảy ra, điều kia xảy ra, chúng ta nghĩ rằng có sự chậm trễ gì đó. Những người đầy tớ mà đẹp lòng Chúa là những người luôn biết rằng chủ mình có thể trở lại bất cứ lúc nào. Amen. Trọng tâm của bài học ngày hôm nay là hãy tỉnh thức vì Chúa Giêsu trở lại. Không phải bàn đến hạn nạn như thế nào, thế gian như thế nào, về số 666, ma quỷ Antichrist sẽ xuất hiện như thế nào. Đó không phải là đề tài của ngày hôm nay, nhưng mà trọng tâm tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay, hãy tỉnh thức, hãy được khích lệ, được an ủi. Vì chúng ta có thể có những sự khó khăn trong cuộc sống, có những sự mất mát ngày hôm nay. Có những gánh nặng, có những áp lực mà chúng ta dường như cảm thấy rằng không chịu nổi. Hãy được an ủi, hãy được khích lệ vì Chúa của chúng ta trở lại rất là mau chóng, sẽ đón chúng ta về một nơi là nơi sẽ không còn áp lực, không còn khóc lóc, không còn nước mắt, không còn đớn đau, ốm lao, bệnh tật, không còn chiến tranh, không còn giận hờn, không còn ly dị, không còn chia tay, không còn sự đau buồn nữa. Đây là trọng tâm, là mục đích của niềm tin của chúng ta, quý vị. Nếu chúng ta không có điều này trong cái lòng của chúng, trong đức tin của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng chúng ta đang tin và theo đuổi một cái tôn giáo vô nghĩa. Amen. Chúng ta cần phải xác định rõ ràng, tin xác quyết rằng Chúa của chúng ta, Ngài đã nói là chết vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã làm điều đó. Ngài đã lên thập tự giá, Ngài đã chết, Ngài nói rằng Ngài sẽ sống lại, Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên, và Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại. Điều này không thể nào không xảy ra được đâu quý vị. Amen. Chúng ta tiếp tục làm những công việc chúng ta đang làm. Chúa nói hãy tiếp tục yêu thương, hãy tiếp tục nâng đỡ, khích lệ nhau, hãy tiếp tục làm công việc, làm những công việc nhân đức, từ bỏ công việc của xác thịt. Nhưng mà trong mọi sự chúng ta làm, đừng cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở đây mãi mãi nữa. Amen. Hãy an ủi, nhắc nhở, nâng đỡ nhau quý vị. Chúng ta rất là mau chóng thôi, chúng ta sẽ không có cơ hội để phục vụ nhau nữa đâu. Đây là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu thương ở trong gia đình của chúng ta, anh em trong hội thánh, sự quan tâm của chúng ta. Sẽ rất là mau chóng, tôi tin rằng rất là mau chóng. Nếu tôi kéo dài cái bài giảng này, có thể... Nhưng mà hãy lấy cơ hội mà chúng ta còn có. Để yêu thương nhau, nâng đỡ, khích lệ nhau, quan tâm với nhau, tha thứ cho nhau, nghịch lành vết thương cho nhau. Amen. Điều cuối cùng tôi muốn nói là tất cả những gì chúng ta, những áp lực chúng ta đang xảy ra trong đời sống của chúng ta, những sự mất mát, đau thương, nó sẽ rất là mau chóng qua đi. Rồi chúng ta sẽ nghe cái tiếng kèn.
tuột 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 tơ. Xin lỗi, đó là tiếng gà. Nhưng mà tôi nhờ anh Tường cho quý vị làm quen với cái tiếng kèn này. Xin mời anh Tường giúp đỡ cho Thánh của Chúa. Chúng ta đồng đứng lên. Trong lúc mà tiếng kèn được thổi lên, một sư băng cầu nguyện, thì trong anh em giữa dòng chúng ta, những thân hữu, bạn hữu ở đây, ai là những người chưa quả quyết, chưa xác định và còn nghi ngờ gì về cái sự cứu chuộc của mình, thì đây là thời giờ, đây là cơ hội quý báu, đây là thời thuận lợi cho chúng ta. Hãy đến phía trước đây, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị xác định cái điều này và tin quả quyết trước khi ra khỏi nơi đây rằng cái giây phút tích tắc đó Chúa đến thì chúng ta sẽ được cất về với Chúa. Amen. Cảm ơn anh Tường, cảm ơn anh Thánh.